Lấy cái này xem chút xíu là dầm dầm đá sao có ngon không? Người nói là cái loại của cái trái sầu riêng cái gì đó nha, cái trái sầu riêng mình lấy cái muối rồi, còn cái này là cái gì đó, cái này là cái gì của cái trái sầu riêng ta, cái cơm đó, cái cơm sát sát cái vỏ đó cả nhà. Nghe mọi người nói là dầm dầm với sữa với đậu phộng ăn ngon lắm, không biết sao đây nha, để mình dầm thử nha, có ngon không nào, chưa ăn bao giờ nha, cái này ăn lần đầu tiên ăn thử thôi nha cả nhà, biết đâu lại ngon thiệt ha, nó dẻo dẻo, nó dẻo lắm. Cái cơm mà trái sầu riêng nhau và cái muối nha, cái cơm mà nó nha, cơm nhưng mà cái muối, cơm bánh trắng đó. Biết đâu lại ngon thiệt cả nhà, là ăn bao giờ đâu biết, ăn thử coi. Ngon dẻo nha. Ngon cả nhà ơi. Thơm. Nó béo béo, thơm thơm của đậu phộng á. Nó dẻo dẻo. Ngon thiệt luôn. Ngon quá. Trời ơi, nó như chè vậy hả?